Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay rảnh rỗi anh em tôi làm mấy món nhậu. Thì trên màn hình các bạn và các anh em thấy là tôi đang nướng mấy con sò. Con sò này là sò dẹo. Thì để nướng, trước khi nướng mấy con sò dẹo này các bạn là phải luộc qua nó đi. Các bạn luộc qua nó đi và các bạn bỏ vào, các bạn nướng mỡ hành. Thì các bạn khi các bạn luộc qua thì các bạn sẽ tách ra. Tách ra các bạn lấy một nửa. Và các bạn chuẩn bị mỡ hành. Thì mình đây đã chuẩn bị sẵn rồi và mình đang bỏ lên nướng. Thì đó là cái nguyên liệu để nướng được con sò này là mỡ hành. Và sau khi các bạn nướng xong á thì là các bạn sẽ búa đậu phộng vào, hay là gọi là ngoài Bắc gọi là lạc á, thì các bạn rắc lên thì nó sẽ ăn, nó sẽ rất là tuyệt vời. Thì ở đây á thì con sò á, là các bạn khi mà các bạn luộc xong các bạn tách ra, các bạn tách ra rồi á thì các bạn bắt đầu với búa mỡ hành vào và các bạn đưa lên bếp các bạn nướng. Các bạn nướng lên tùy theo các bạn, ví dụ các bạn nướng cần nướng cho nó kỹ kỹ thì các bạn để cho nó xám xám này, còn không thì các bạn để cho nó sôi lên là các bạn đưa ra các bạn ăn được rồi. Và ngoài mưa nước mỡ hành thì tôi còn là hôm nay anh em tôi chuẩn bị đồ nhậu gồm là tôm nướng. Thì tôm nướng này là trước khi nướng thì các bạn cũng bỏ gia vị vào, các bạn ướp. Thì đây cũng chẳng có gì cả, là tôi chỉ ướp bằng gia vị là bằng sa tế ớt. Đấy, cái gia vị ướp cái con tôm này là bằng sa tế ớt. Thì sau khi ướp xong khoảng vài phút thì các bạn sẽ xin vào cái que nướng, thì các bạn đưa lên bếp và các bạn nướng. Thì cái công đoạn này tùy theo các bạn thôi, các bạn có thể ướp bằng muối cũng được, bằng nó là sa tế. Đây thì tôi ướp bằng sa tế. Thì để lên nướng để mà không bị mùi khói. Nếu mà không được các bạn nướng mà để không bị mùi khói thì các bạn nên bật cái quạt, hoặc là các bạn lấy quạt các bạn phải thì nó sẽ thơm ngon. Và con tôm này thì nướng thì các bạn chỉ cần bỏ lên bếp là các bạn lật qua lật lại là nó là màu vàng, nhưng mà nó chưa chín được. Các bạn phải để các bạn nướng làm sao mà để cho nó nhìn cái da nó săn săn lại thì nó mới chín, chứ còn các bạn vừa bỏ lên các bạn lật qua là thành màu vàng thì là, nhưng mà trong nó chưa chín. Thì cái này cũng rất là rẻ thôi. Thì hôm nay anh em tôi rảnh rỗi, tôi làm đồ nhậu, cũng gọi là coi như là quay lên cho anh em gọi là quay giải trí.
Và ngoài nướng tôm thì hôm nay tôi làm cái món nướng nữa là chân gà. Chân gà nướng thì ở ngoài thị trường các bạn cứ thấy người ta nướng, mà có bạn không biết là mình nướng bằng có bạn không biết là mình ướp làm sao để nướng, thì ở đây các bạn cũng mua một hũ sa tế ớt và các bạn ướp và các bạn nướng, hoặc nó là hũ sa tế nướng thịt đấy. Và để nướng cái chân gà cho nó ngon thì các bạn trước khi nướng, các bạn ướp là các bạn phải chẻ đôi cái chân gà ra. Các bạn hãy chẻ đôi cái chân gà ra và các bạn ướp gia vị. Sau khi đó là các bạn sẽ đưa lên lò nướng là các bạn nướng. Thì các bạn ướp cũng được. Ở đây tôi nướng bằng hũ sa tế ớt. Và tôi khi mà ướp kỹ đi rồi tôi đưa lên bếp tôi nướng. Các bạn nhớ là để không bị mùi khói thì các bạn nên lấy quạt. Các bạn cho nó quạt và các bạn lật qua lật lại nhiều lần. Thì thấy nó cái chân gà nó dọp lên thì các bạn sẽ được. Thì qua video này á thì mình cũng chỉ có quay lên để góp vui với anh em. Đấy, và đây là sau khi xong thì mời anh em ăn. Thì đây là coi như là qua cái video này, nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ. Tạm biệt các bạn, chào tạm biệt các bạn.